nhiều các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 và trước mắt các bạn đây là một quái thú, hay gọi là một con khủng long bạo chúa. Đó chính là chiếc máy xới đất Isuzu P8. Cái tên P8 của cái model này thì các bạn cũng đã tưởng tượng, mường tượng ra được. Chiếc máy này công suất của nó rơi vào tầm 9 ngựa. Con này rất là khủng, to, khỏe, khổng lồ. Các bạn có thể thấy được cái lốp của nó nhìn đã khốn nạn cuộc đời rồi. Chiếc máy này là hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nhưng mà tình trạng của nó còn rất là keng. Và cái độ zin của nó thì còn nguyên luôn. Zin các bạn nhé. Zin nó khác với mới, nó khác nhá. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết để các bạn có thể thấy rõ hơn được chiếc máy này tình trạng của nó như thế nào. Ở trong cái quá trình chúng tôi dọn rửa, vệ sinh, test thử, chúng tôi thấy máy con này rất là đẹp. Và chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết để các bạn có thể thấy rõ hơn. Rồi, sở hữu một cái dàn lốp cực kỳ khủng. Các bạn có thể thấy được lốp của nó đường kính rất là rộng. Bởi vì sao ạ? Vì cái hộp số của nó khá là to. Và cái động cơ của nó FE250 8.2 HP, gọi là gần 9 chấm ấy. 8.2 HP rất là to. Cái công suất này là khó các con máy xới đất nào có thể có tới công suất này. Bình thường như các bạn gặp Kubota nó chỉ rơi vào tầm 6 ngựa thôi. Thì chiếc này quá khủng. 8.2, 8.5, 9 chấm. Nói chung là FE250 các bạn, 9 chấm thì là 270. FE250 tầm 8.5, như chúng ta làm tròn là 8.5 các bạn ạ. Và các bạn có thể thấy để cân bằng được chiếc máy và kìm được cái sức mạnh của chiếc máy và cân bằng được thì nó đã sử dụng một cặp lốp rất là lớn. Các bạn có nhìn thấy không? Cặp lốp rất là lớn và cái vành của nó các bạn có thể thấy còn rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp nhá. Ok, đường kính lốp này thì nó không, tức là độ rộng của nó thì khá là rộng. Nhưng mà độ đường kính, tức là độ rộng bề mặt của tiết diện lốp này thì rộng. Còn cái đường kính của nó thì bình thường thôi. Đường kính của cái lốp này tôi nghĩ nó sẽ rơi vào khoảng tầm 350. Ok, các bạn có thể thấy được. Rồi, phần động cơ đây. Để nói về một chiếc máy nó có khỏe hay không thì tất nhiên rồi, động cơ nó là trái tim của cái máy. Đó là linh hồn của cái máy. Và đây là sử dụng động cơ Kawasaki FE250G. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái thông số để các bạn có thể thấy rõ hơn cái động cơ này. Các bạn có thể thấy mã của nó đây, FE250G. Mã của nó, công suất của nó là 8.2. 8.2 thì thường là chúng tôi làm tròn lên là 8.5. Vì các bạn có thể thấy được một cái Honda GX240 là 8 chấm thôi. Đó, thì con này FE250 nó tầm 8.2 và hay như chúng ta hay gọi là làm tròn lên là 8.5. Nó đạt 1.600, nó đã đạt 6 chấm rồi các bạn ạ. 1.600 nó đạt 6 chấm rồi, dung tích của nó là 249cc. Nhiều bác sẽ thắc mắc là chiếc máy này nó có tốn xăng hay không. Thì xin thưa với các bác là nó sẽ tốn xăng hơn so với những cái động cơ nhỏ hơn. Cái đấy là rõ ràng. Các bạn so một chiếc máy công suất lớn và một máy công suất nhỏ thì tất nhiên rồi, cái máy công suất lớn nó sẽ phải tốn xăng hơn cái máy công suất nhỏ. Nhưng nếu mà so hai chiếc máy cùng công suất thì chiếc máy này nó không hề tốn xăng hơn. Bởi vì nó cũng sản xuất tại Nhật, nó cũng của Kawasaki, nó là made in Japan thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái mức độ tiết kiệm nhiên liệu của nó. Chế của nó Mikuni các bạn có thể thấy được. Lọc gió dầu, chiếc máy này nhìn rất là jambo. Các bạn nhìn có cảm giác nó cứ bầu ấy. Đúng không ạ? Màu xanh dương rất là đẹp, hợp mệnh cho ai thích màu xanh dương. Vì bình thường các bạn thấy máy sới phần lớn là màu cam rồi màu đỏ. Isuzu thì nó hay có các cái thiết kế theo cái màu xanh dương, các bạn có thể thấy không? Hệ thống tay lái cũng khá là điều khiển khá là nhiều. Một vòng quanh máy. Ở máy này thì nó có hai số tiến và hai số lùi các bạn ạ. Hai số tiến và hai số lùi. Cái đuôi sau này các bạn có thể tháo ra được. Đây, đuôi sau của nó sử dụng đuôi là MR8. Các bạn lưu ý nhá. Để cấu thành lên một chiếc máy sới nó sẽ bao gồm nhá. Động cơ, cầu hộp số, đuôi sau, bánh lốp nọ kia để cấu tạo lên. Và tất nhiên hàng Nhật thì cái gì nó cũng sẽ có thông số. Ví dụ như động cơ thì nó sẽ có thông số của động cơ. Lốp nó sẽ có thông số của lốp. Hộp số nó sẽ có thông số hộp số. Đuôi sau nó sẽ có thông số ở đuôi sau. Đó là cái khác biệt mà các bạn thấy ở Nhật, máy Nhật và máy Trung Quốc. Nó sẽ có rất là chi tiết để các bạn có thể dễ dàng hình dung được các cái chi tiết của nó cấu tạo lên cái máy này nó như thế nào. Con này thì rất là khỏe, thực sự luôn rất là khỏe. Dàn phay của nó đây, các bạn có thể thấy được. Sơn trục còn chưa hết nha các bạn nhé. Rồi, còn chúng tôi cũng không dám khen nó đẹp hay xấu. Thì nói chung là phụ thuộc vào tùy từng người thôi. Còn sơn chúng tôi cam kết với các bạn là sơn zin, không có sơn dặm tút lại gì cả.
không có rậm tút một tí nào luôn. Con này thì các bạn có thể kéo móc, đóng những cái thùng móc chạy trong ấy cũng khá là ok. Chạy trong vườn, chạy trong nông trại. Rồi sau đây chúng tôi sẽ test thử để các bạn có thể thấy được cái sức mạnh của nó như thế nào nhá. Con này thì khá là khỏe, 9 chấm cơ mà, 8.5 cơ mà. Con này có đảo tay lên luống nhá, các bạn đảo tay lại thì nó lên luống. Nếu mà muốn vết luống nhanh thì con này cũng là khá là một trong những cái lựa chọn khá là ok. Để có một chiếc máy công suất lớn nhưng ít đấy, không có nhiều đâu. Rồi, các bạn thấy video này hay vui like, subscribe kênh, đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh video của Điện Máy Vinh Sơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau test thử để các bạn có thể cảm nhận được thực tế và khách quan nhất cái máy này sau khi hoạt động ở trên địa hình như nào nhá. Rồi, ta sẽ đến phần thử máy. Nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.